Kính chào quý vị và các bạn đang đón xem chương trình Cao Bằng ngày mới của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Chương trình hôm nay thứ năm, ngày 29 tháng 6 năm 2023. Ngay sau đây, chương trình xin được bắt đầu với những tin tức trong tỉnh đáng chú ý. Hôm qua, 4.937 thí sinh đã tham dự buổi thi môn ngữ văn với thời gian làm bài 120 phút. Đây là bài thi đầu tiên mở đầu cho kỳ thi, cũng là bài thi duy nhất theo hình thức tự luận trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023. Thời tiết tại thành phố Cao Bằng trong buổi sáng thi đầu tiên khá thuận lợi. Phần đông thí sinh và phụ huynh đều chủ động tới sớm, tránh tắc đường. Tại các điểm thi, đội ngũ thanh niên tình nguyện đã có mặt từ rất sớm để tiếp sức cho các thí sinh. Lực lượng công an, cảnh sát giao thông được tăng cường để điều tiết giao thông, đảm bảo an toàn cho kỳ thi. Kết thúc bài thi môn ngữ văn, nhiều thí sinh bước ra phấn khởi vì làm được bài. Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông môn ngữ văn năm 2023 giữ nguyên cấu trúc của đề thi minh họa do Bộ Giáo dục Đào tạo công bố trước đó. Với hai phần, đọc hiểu 3 điểm, làm văn 7 điểm, bao gồm hai câu, nghị luận xã hội 2 điểm và nghị luận văn học 5 điểm. Đa số các thí sinh đánh giá đề thi môn văn năm nay bám sát chương trình giáo khoa và có sự phân hóa rõ rệt. Theo tổng hợp nhanh của Sở Giáo dục và Đào tạo, trong sáng nay, đa số thí sinh đều có mặt đầy đủ, đúng giờ quy định tại 21 điểm thi. Ban chỉ đạo đã bố trí 219 phòng thi, điều động gần 1.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên phục vụ kỳ thi, đảm bảo nghiêm túc, an toàn, chất lượng. Kết thúc môn thi thứ nhất, toàn tỉnh vắng 30 thí sinh, không có cán bộ coi thi và thí sinh vi phạm quy chế thi. Sau bài thi môn ngữ văn, chiều nay các thí sinh tiếp tục thi môn toán trong thời gian 90 phút. Ngày mai thí sinh làm một trong hai bài tổ hợp khoa học tự nhiên hoặc khoa học xã hội vào buổi sáng, ngoại ngữ vào buổi chiều. Hội Nông dân huyện Bảo Lâm vừa tổ chức đại hội đại biểu lần thứ 5, nhiệm kỳ 2023-2028. Sự đại hội có 125 đại biểu đại diện cho hơn 9.000 cán bộ hội viên trong toàn huyện. Nhiệm kỳ qua, Hội Nông dân huyện Bảo Lâm đã kết nạp 1.022 hội viên mới, đạt 100,2% chỉ tiêu nhiệm kỳ, nâng tổng số hội viên trong toàn huyện lên 9.433 hội viên. 100% cơ sở hội có quỹ, bình quân mỗi hội có trên 5 triệu đồng. 100% dự án vay vốn quỹ hỗ trợ nông dân được kiểm tra hoạt động ủy thác tại 13 cơ sở hội. Tổng nguồn vốn là 5 tỷ 972 triệu đồng. Trong đó, nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân trung ương ủy thác 850 triệu đồng, nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh ủy thác 1 tỷ 330 triệu đồng. Tổng nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân cấp huyện là 3 tỷ 792 triệu đồng. Các cấp hội thực hiện có hiệu quả phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Về xây dựng nông thôn mới, hội viên nông dân đóng góp trên 84 triệu đồng, hiến 8.145 mét vuông đất, trên 4.725 ngày công lao động để làm đường giao thông nông thôn liên xóm. Nhiệm kỳ 2023-2028, đại hội đề ra 15 chỉ tiêu. Hàng năm có 85% chi hội xếp loại tốt và xuất sắc và trên 95% chi hội xếp loại khá trở lên, phấn đấu 100% cơ sở hội có quỹ từ 5 triệu đồng. Có từ 50% số hộ đăng ký trở lên đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, giới thiệu hội viên ưu tú cho đảng viên xem xét, bồi dưỡng từ 20 hội viên trở lên. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Hòa An vừa tổ chức hội thi Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ cơ sở giỏi năm 2023. Tham gia hội thi có 14 thí sinh đến từ các xã thị trấn trên địa bàn. Các thí sinh trải qua 3 phần thi, chào hỏi. Các thí sinh giới thiệu về bản thân, địa phương, đơn vị, một số thành tích nổi bật trong công tác hội và phong trào phụ nữ qua các làn điệu, dân ca, thơ, ca, hò vè. Các thí sinh sẽ trả lời 5 câu về nghiệp vụ công tác hội. Thí sinh sẽ thi thuyết trình và xử lý tình huống theo chủ đề đã chuẩn bị trước và trả lời xử lý tình huống liên quan đến thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ, phong trào thi đua, cuộc vận động, công tác tuyên truyền, vận động phụ nữ tại cơ sở. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 1 giải nhì, 2 giải ba và 10 giải khuyến khích cho các thí sinh. Lãnh đạo huyện Bảo Lâm vừa khen thưởng đột xuất cho tập thể cán bộ chiến sĩ công an huyện vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong phát hiện đối tượng vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy. Trước đó, Công an huyện Bảo Lâm đã phối hợp triệt phá thành công chuyên án 723K của Công an tỉnh Cao Bằng, đấu tranh bóc gỡ đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy từ tỉnh Điện Biên qua tỉnh Hà Giang đến Cao Bằng, sau đó vận chuyển sang Trung Quốc để tiêu thụ với số lượng lớn, bắt giữ 2 đối tượng, thu giữ 10 bánh heroin. Lãnh đạo huyện ủy chúc mừng, biểu dương những thành tích, chiến công của tập thể Công an huyện Bảo Lâm, đặc biệt là các chiến sĩ trực tiếp tham gia triệt phá thành công chuyên án 723K.
mong muốn tập thể công an huyện tiếp tục lập nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa, góp phần giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn huyện. Thưa quý vị, giấy bản của người Đồng An từ bao đời nay luôn được họ trân trọng và gìn giữ. Ở huyện Quảng Hòa, nghề làm giấy bản xóm Dìa Trên, xã Phúc Sen là làng nghề còn lưu giữ và phát triển được nghề thủ công độc đáo này. Đối với người Đồng An thì từ khi sinh ra thì cần tờ giấy bản để làm lễ đầy tháng. Rồi lớn lên thì còn làm lễ đám cưới cho thầy cúng viết chữ ngày đẹp, ngày lành tháng tốt này. Rồi lập gia đình rồi thì còn làm lễ cấp sắc. Đấy. Rồi người mất đi thì con cháu còn nhớ đến để hàng năm làm giấy vàng má để cấp cho. Giấy bản của người Nùng An từ bao đời nay luôn được họ trân trọng và gìn giữ. Ở Quảng Hòa, nghề làm giấy bản xóm Dìa Trên, xã Phúc Sen là làng nghề còn lưu giữ và phát triển được nghề truyền thống độc đáo này. Xóm có hơn 60 hộ dân, thì trên 40 hộ vẫn làm giấy bản. Hôm nay, chúng tôi có dịp theo chân anh Thành và chị Kính đi lấy cây mại sa ở chân núi về làm giấy bản. Đây là giống cây mọc tự nhiên trên rừng, là nguyên liệu quyết định đến chất lượng giấy. Giấy được làm từ cây mại sa, tiếng Kinh là cây dướng, sẽ cho chất lượng giấy mịn, dai, có độ bền với thời gian. Nhiều khi gần nhà không có, người dân phải vào rừng để kiếm loại cây này. Sau khi đã có trong tay nguyên liệu cần thiết nhất, bây giờ sẽ là quá trình gian nan hơn, nhào nặn, hô biến chúng thành những tờ giấy bản. Người dân sẽ bóc vỏ loại cây này, phần lõi và phần lá sẽ tận dụng làm thức ăn chăn nuôi. Sau khi bóc lớp vỏ ngoài, họ đem luộc qua khoảng 30 phút cho lớp vỏ mềm để dễ dàng bóc lớp vỏ đen sần sùi bên ngoài. Bắt buộc phải bóc lớp vỏ đen này để giấy có màu sáng đẹp. Nếu lấy được nhiều mà chưa dùng ngay, họ bảo quản chúng bằng cách mang lên xào phơi khô. Nguyên liệu này có thể dùng được cả năm nếu phơi khô đúng cách. Sau đó, họ dùng lớp vỏ cây trắng ngần này đem trộn với vôi tôi và ninh cho đến khi nhừ, trung bình khoảng 3 giờ đồng hồ. Lớp vôi tôi giúp cho vỏ cây mềm, nhừ nhanh hơn, tạo được độ bột làm giấy. Đặc biệt, nó cũng giúp cho chất lượng giấy được trắng hơn. Không chỉ có vậy, lớp vỏ cây này vẫn được người dân xử lý một cách cầu kỳ hơn nữa khi được rửa sạch tại khe nước đầu làng. Vỏ cây được rũ sạch vôi, sau đó ngâm ở dòng nước trong 12 tiếng đồng hồ. Lúc này, chất lượng của nguyên liệu đã hoàn toàn đáp ứng được yêu cầu khắt khe của người dân nơi đây. Vỏ cây được đập liên tục cho đến khi nát và đủ độ nhuyễn. Tất cả công đoạn này họ đều làm thủ công.
Đây là vật báu gia truyền của những hộ dân nơi đây. Có những chiếc máng đã được dùng liên tục 7 đời, hơn 200 năm tuổi, được làm từ thân cây gỗ to và gia cố bằng đất sét. Họ hòa lớp bột từ cây mại sa vào nước, sau đó thêm một bí quyết, đó là chất làm nhớt từ cây khuổi háo với một tỷ lệ vừa đủ tạo nên một hỗn hợp hoàn hảo. Nhưng hỗn hợp này lại đòi hỏi một lần nữa sức lực của những người dân. Họ khuấy mạnh liên tục trong 30 phút để tất cả hòa quyện và tan ra, tạo nên lớp nước có độ sánh bột vừa đủ. Có được hỗn hợp đó thôi là chưa đủ. Người Nùng An tiếp tục vận dụng sự sáng tạo, thông minh của mình, làm nên những chiếc khuôn bằng nan tre theo từng kích cỡ khác nhau. Chính sự khéo léo, thông minh, tỉ mỉ của người dân nơi đây đã khiến cho nghề thủ công này đạt độ tinh xảo, có chất lượng tốt. Nhìn thì có vẻ đơn giản, nhưng một lần nữa, yếu tố kỹ thuật mà người dân nơi đây không tiết lộ đã khiến cho nghề làm giấy thực sự thu hút. Chỉ một lần vớt nhẹ, một lớp giấy đã ra đời. Lớp giấy được xếp chồng lên nhau mà chẳng lo sợ bị dính, vì đã có bí quyết nhỏ từ lớp nhớt có trong thành phần hỗn hợp trước đó. Hãy nhìn những hòn đá này. Bí thuật được tạo nên bởi sự tỉ mỉ khi họ đi tìm những hòn đá có sẵn các lỗ hổng để móc dây. Lực ép từ đá cũng được điều chỉnh theo từng nấc, tùy vào độ dày, mỏng của sấp giấy cần ép nước. Họ hoàn toàn làm chủ kỹ thuật này. Chừng 1 giờ đồng hồ, giấy sẽ ráo nước hoàn toàn. Ngày nay dù có nhiều cách ép hiện đại hơn, nhưng người dân nơi đây vẫn lưu giữ cách làm truyền thống. Những hòn đá cũng có tuổi đời ngang với các máng gỗ này. Tường, cánh cửa, ván gỗ, khắp làng rìa trên đều có chỗ phơi giấy. Họ tận dụng mọi mặt phẳng có thể, phơi hàng nghìn tờ giấy mỗi ngày. Giấy được nhẹ nhàng dán lên tường, tùy thuộc vào thời tiết mà khô nhanh hoặc chậm. Nếu nắng ráo, chỉ mất khoảng 3 tiếng là được một mẻ giấy. Giấy được làm ra với các kích cỡ khác nhau. Thường họ làm giấy nhỏ để làm giấy đốt vàng mã, các loại giấy to để phục vụ thầy cúng viết chữ. Những năm gần đây, du lịch phát triển, giấy của làng giấy Bản Dìa Trên đã được khách du lịch biết đến và yêu thích. Người dân sáng tạo ra các sản phẩm từ giấy như sổ ghi chú, quạt giấy, giấy vẽ tranh, mang giấy bản truyền thống đến gần hơn với thị trường. Họ cũng đã biết dùng các loại lá cây để tạo màu nhuộm, làm cho giấy bản được khoác lên mình một tấm áo mới, rực rỡ, vui tươi hơn. Kỹ thuật làm giấy bản của người Nùng An rất công phu và tỉ mỉ. Họ làm ra những tờ giấy sạch, bền đẹp, hoàn toàn từ thiên nhiên và từ đôi bàn tay thô ráp cùng những giọt mồ hôi của mình. Đặc biệt là từ tấm lòng chân chất, mộc mạc của người Nùng An. Giấy bản sẽ không chỉ dừng lại ở Bản Dìa Trên hay Cao Bằng. Giấy bản sẽ đi rất xa, sẽ được nâng niu và trân trọng như cách mà người Nùng An đã giữ gìn những giá trị truyền thống của dân tộc hàng trăm năm qua.
Chuyển sang thời lượng của mục điểm báo. Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình. Thủ tướng Phạm Minh Chính trân trọng chuyển lời thăm hỏi, lời chúc tốt đẹp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam tới ông Tập Cận Bình. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, phát triển quan hệ ổn định, lành mạnh, bền vững, lâu dài với Trung Quốc luôn là lựa chọn chiến lược, ưu tiên hàng đầu trong đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam. Khẳng định Việt Nam kiên trì chính sách một Trung Quốc, quan tâm các sáng kiến toàn cầu của Trung Quốc và sẵn sàng trao đổi, thảo luận về các sáng kiến này. Tổng Bí thư Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định, Trung Quốc coi Việt Nam là hướng ưu tiên trong tổng thể chính sách ngoại giao láng giềng của Trung Quốc, mong muốn và sẵn sàng thúc đẩy quan hệ hai đảng, hai nước ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu, thực chất. Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hai bên tăng cường tiếp xúc cấp cao và các cấp, nâng cao chất lượng hợp tác trên các lĩnh vực, nhất là về kinh tế, thương mại, đầu tư, tiếp tục đẩy nhanh tiến độ mở cửa thị trường cho nông sản Việt Nam, tạo điều kiện để Việt Nam sớm mở thêm một số văn phòng xúc tiến thương mại tại Trung Quốc, cấp thêm hạn mức hàng hóa Việt Nam quá cảnh đường sắt Trung Quốc đi nước thứ ba, nghiên cứu khả năng hợp tác phát triển tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn, tốc độ cao kết nối giữa hai nước, hoan nghênh doanh nghiệp Trung Quốc mở rộng đầu tư chất lượng cao tại Việt Nam. Bày tỏ coi trọng các đề xuất hợp tác của Việt Nam, Tổng Bí thư Chủ tịch Tập Cận Bình khẳng định, Trung Quốc sẵn sàng cùng Việt Nam duy trì trao đổi chiến lược, thúc đẩy tiếp xúc cấp cao và các cấp, các ngành, mở rộng nhập khẩu hàng hóa, tăng cường kết nối đường sắt, đường bộ và hạ tầng cửa khẩu, mong muốn hai bên tăng cường kết nối chiến lược phát triển. Tổng Bí thư Chủ tịch Tập Cận Bình mong muốn hai bên tăng cường tuyên truyền về tình hữu nghị Trung Việt, sớm tổ chức Đại Liên Hoan Thanh Niên, gặp gỡ hữu nghị thanh niên để tăng cường hiểu biết giữa thế hệ trẻ hai nước. Tổng Bí thư Chủ tịch Tập Cận Bình hoan nghênh Việt Nam tham gia các sáng kiến toàn cầu của Trung Quốc, cùng thúc đẩy hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Hai bên cũng trao đổi về các vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm, nhất trí cùng kiểm soát và xử lý thỏa đáng bất đồng, duy trì hòa bình, ổn định ở trên biển, củng cố môi trường thuận lợi cho sự phát triển của mỗi nước. Sở Du lịch thành phố Hà Nội cho biết trong tháng 6 vừa qua, ngành du lịch thủ đô đã đón hơn 2,21 triệu lượt khách, tăng 5% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, khách du lịch quốc tế ước tăng 2,8 lần. Nhờ vậy, tổng doanh thu du lịch của Hà Nội trong tháng 6 đạt hơn 7.820 tỷ đồng, tăng 20,9% so với năm 2022 và tăng 7,7% so với tháng trước. Tính chung 6 tháng đầu năm, ngành du lịch Hà Nội đón hơn 12 triệu lượt du khách, tăng 42% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, khách quốc tế tăng 7 lần, còn khách du lịch nội địa tăng 22,6%. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 44.900 tỷ đồng, tăng 74,4% so với cùng kỳ năm trước. Về hoạt động cơ sở lưu trú, trên địa bàn Hà Nội có 3.756 cơ sở lưu trú với 70.218 phòng. Trong đó, 603 khách sạn đã được xếp hạng từ 1 đến 5 sao. Công suất sử dụng phòng trung bình khối khách sạn từ 1 đến 5 sao ước đạt 65,9%, tăng 23% so với cùng kỳ năm 2022. Để đạt mục tiêu đón 22 triệu lượt khách du lịch trong năm nay, Sở Du lịch thành phố Hà Nội đã tăng cường các đoàn khảo sát, phối hợp các quận huyện để xây dựng những sản phẩm du lịch mới như du lịch golf, du lịch vui chơi giải trí, sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng, các tuyến du lịch đường thủy nội địa dọc sông Hồng, Hồ Tây, Hồ Đồng Mô, gắn với các điểm đến du lịch văn hóa, di sản, du lịch nông nghiệp, du lịch trải nghiệm tại các quận, huyện, thị xã. Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, căn cứ vào dự thảo luật giá sửa đổi vừa được ban hành có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, kiểm định xe cơ giới vẫn là dịch vụ thiết yếu. Kiểm định xe cơ giới cần được nhà nước quy định giá, không thể thả nổi trên thị trường tùy theo các đơn vị đăng kiểm. Hiện Cục Đăng kiểm Việt Nam đang xây dựng phương án giá dịch vụ kiểm định mới theo hướng tính chi phí từng công đoạn kiểm định. Cụ thể, Cục Đăng kiểm Việt Nam đang xây dựng phương án giá mới cho dịch vụ kiểm định theo hướng tính giá ở từng công đoạn kiểm định. Nhìn nhận về phương án cho dịch vụ kiểm định theo hướng tính giá ở từng công đoạn kiểm định, các chuyên gia giao thông cho hay, kiểm định xe cơ giới cũng như hoạt động khám bệnh, khám hạng mục bộ phận nào tính tiền hạng mục đó, không thể chỉ vì lỗi ở một hạng mục mà phải trả tiền cho tổng thể công đoạn. Tuy nhiên, các chuyên gia giao thông cũng cho rằng kiểm định xe cơ giới khác khám bệnh ở chỗ,
ngay khi đến chu kỳ kiểm định phải khám tổng quát tất cả các công đoạn chứ không chủ động khám một hay một vài hạng mục nào cả, và chi phí của lần khám tổng quát sẽ là tổng chi phí tất cả các công đoạn thực hiện. Văn phòng Tổ chức Y tế Thế giới WHO khu vực châu Âu cảnh báo nguy cơ từ COVID-19 vẫn còn hiện hữu khi cơ quan này vẫn ghi nhận khoảng 1.000 ca tử vong liên quan tại khu vực mỗi tuần. Giám đốc khu vực châu Âu của WHO cho biết dù thế giới không còn trong tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng do COVID-19 nhưng vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ từ căn bệnh này. Ông cảnh báo hàng tuần WHO vẫn ghi nhận gần 1.000 ca tử vong mới liên quan COVID-19 trên khắp khu vực. Thậm chí con số này cũng không phản ánh đúng thực tế sau việc thống kê và báo cáo của các nước không còn được thường xuyên như trước. Ông cũng hối thúc chính quyền các nước cần đảm bảo tỷ lệ bao phủ vaccine đạt ít nhất 70% đối với những nhóm dễ bị tổn thương. Ngoài ra, cứ 30 người thì một người mắc các triệu chứng dai dẳng liên quan hội chứng COVID kéo dài. Trong 3 năm qua, tỷ lệ này tương đương với khoảng 36 triệu người tại khu vực châu Âu của WHO. Hội chứng COVID-19 kéo dài đến nay vẫn được cho là một tình trạng phức tạp mà khoa học vẫn chưa có nhiều hiểu biết. Ông kêu gọi nỗ lực nghiên cứu sâu rộng đối với hội chứng này. WHO châu Âu cũng kêu gọi nâng cao cảnh giác trước sự bùng phát trở lại của bệnh đậu mùa khỉ và nguy cơ từ các đợt nắng nóng cực đoan. Chuyển sang một con số hôm nay. Theo số liệu từ Cục Quản lý Đăng ký Kinh doanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tháng 6 năm 2023, có hơn 13.900 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới. Đây sẽ là nội dung chính trong một con số hôm nay. Tình hình đăng ký doanh nghiệp trong tháng 6 ghi nhận những tín hiệu tích cực, số doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường đạt mức cao nhất trong tháng 6 từ trước đến nay. Cục Quản lý Đăng ký Kinh doanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận định trong báo cáo tổng hợp tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 6 năm 2023. Cụ thể, tháng 6 năm 2023 có 13.904 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tăng 4,8% so với cùng kỳ năm 2022. 7.098 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 215% so với cùng kỳ năm 2022. Trong tháng 6 năm 2023, cả nước có 12.333 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, tăng 3,1% so với cùng kỳ năm 2022. Tính chung trong 6 tháng đầu năm có hơn 113.000 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại thị trường. 6 tháng đầu năm 2023 cũng ghi nhận khoảng 100.000 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường. Trung bình mỗi tháng có 16,6.000 doanh nghiệp rút khỏi thị trường. Đây là những tín hiệu tích cực trong bối cảnh hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp còn gặp phải nhiều khó khăn. Trên thị trường có rất nhiều loại dầu ăn khác nhau, mỗi loại có hương vị riêng biệt. Tuy nhiên, không phải tất cả các loại dầu ăn đều giống nhau. Mục sức khỏe thưởng thức hôm nay sẽ gợi ý cho bạn 5 loại dầu ăn có thể dùng để chiên rán tốt nhất. Theo tiến sĩ bác sĩ Trương Hồng Sơn, Viện trưởng Viện Y học Ứng dụng Việt Nam, nên có 2 loại dầu ăn trong bếp, đó là loại dầu ăn dùng cho chiên rán và dầu ăn sử dụng cho các món xào và ướp. Nếu dùng để chiên rán thì sử dụng các loại dầu ăn cooking vì có khả năng chịu được nhiệt độ cao khi nấu ăn. Không sử dụng dầu ăn chiên đi chiên lại nhiều lần khiến mất hết dưỡng chất và dễ bị oxy hóa dẫn đến sự thay đổi bất lợi về mùi vị và màu sắc của món ăn. Một số loại dầu ăn lành mạnh có thể dùng để chiên rán như dầu quả bơ rất tốt cho sức khỏe vì nó chứa chất béo không bão hòa đơn có lợi cho tim. Đây cũng là một trong các loại dầu ăn có điểm bốc khói cao nhất, rất thích hợp dùng để nấu ăn. Dầu bơ cũng chứa lutein, một chất chống oxy hóa có thể hỗ trợ duy trì thị lực tốt. Nghiên cứu cũng cho thấy các hợp chất chiết xuất từ quả bơ có thể hỗ trợ làm giảm đau khớp và cứng khớp ở những người bị viêm xương khớp. Bạn nên sử dụng dầu bơ để nấu ăn hoặc nướng bánh trong nhiều cách chế biến nhờ điểm bốc khói cao và hương vị nhẹ. Ngoài ra, nó cũng có thể được thêm vào món salad, nước chấm và sốt để tăng hàm lượng chất béo có lợi cho tim. Nhờ tính ổn định nhiệt và điểm bốc khói cao, dầu cọ đỏ cũng được xếp trong danh sách các loại dầu tốt để nấu ăn. Bạn có thể dễ dàng sử dụng dầu cọ để nướng, chiên và quay thay thế cho dầu ăn. Dầu cọ đỏ không chỉ chứa nhiều chất chống oxy hóa mà còn là một nguồn beta-carotene tuyệt vời. Nghiên cứu cho thấy dầu cọ giúp cắt giảm mức cholesterol và giảm chất béo trung tính khiến tim hoạt động tốt hơn.
Dầu mè là một trong những loại dầu ăn tốt cho tim mạch. Nó có đặc tính chống viêm và chống oxy hóa, có khả năng giúp giảm tỷ lệ mắc bệnh tim mạch và xơ vữa động mạch. Dầu mè có điểm bốc khói cao, rất phù hợp để nấu ở nhiệt độ cao như xào nướng và sử dụng trong nước sốt. Dầu lạc chứa nhiều axit oleic và là một nguồn cung cấp vitamin E dồi dào. Nó có hương vị nhẹ, béo ngậy và điểm bốc khói cao, thích hợp dùng để xào. Tuy nhiên, do dầu lạc dễ bị oxy hóa, vì vậy nên giảm bớt thời gian nấu. Dầu hạt cải chỉ có 1 gram chất béo bão hòa trong một muỗng canh và giống như dầu ô liu, có nhiều chất béo không bão hòa đơn với khoảng 9 gram mỗi muỗng canh. Theo Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, nó cũng chứa hàm lượng chất béo không bão hòa đa cao, 4 gram mỗi muỗng canh. Dầu hạt cải có điểm bốc khói tốt và có hương vị trung tính, vì vậy nó tốt hơn khi nấu ăn ở nhiệt độ cao như áp chảo, nướng, quay và chiên, bởi vì nó không có nhiều hương vị như một số loại dầu thực vật khác, nên không thích hợp để trộn salad và các món ăn khác nếu muốn tăng hương vị. Chương trình Cao bằng ngày mới đến đây xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.